nó mới chụp hình. Chào các bạn. Hôm nay đi một vòng ở Park Pui ở Văn Đô rồi. Một vòng đêm ban đêm. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 5 giờ rưỡi ha. 5 giờ chính xác. 5 giờ nhưng mà trời tối lắm. Chẳng luôn. Lúc này là 5 giờ là tối thôi rồi. Đó, bây giờ mà đi một vòng quay phim cho các bạn thấy cái Park ban đêm, cũng có người đi đó. Cũng có người đi thấy không? Có đông người lắm. Ừ, cũng có người nếu đi. Mà không có mây mưa gió này là phải vô nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà bữa nay là lạnh nha, cũng 3-4 độ vậy đó, lạnh lắm. Lạnh. Thấy mặc đồ nè, thấy không? Đó, mặc đồ còn lạnh đi vô thấy không? Mặc ba cái áo luôn. Đúng không? Bây giờ mình mặc đồ lạnh lắm. Vô đây còn chảy mũi nữa thấy không? Lạnh ừ. Chảy mũi ra. Còn hai người trước thì cũng lạnh cũng mặc áo mặc tô rồi thấy không? À, mặc kỹ. Đi ba cầu không? Ba cầu gió bay không? Đi ba cầu gió bay không? Thấy không? Bây giờ để chữ nhật rồi thấy không? Chứ không? Tao tưởng là... Ê cái này ở đây nó có con cá này nè. Cá nè. Đó, con cá đó. Bên đây cái gì đây? Đây có con cá nè. À, lấy cái máy chụp đi, tôi quay. Chụp đi. Ừ. Giờ ba cầu. Ý sao chụp tối á cũng có đẹp. Ba cầu. Ba cầu rồi. Đó, thấy thác nước không? Đẹp á. Đây là đi dạo một con dạo. Đây có mấy con vịt này. Đây là mấy con vịt. Đó, cái cây cũng đẹp á. Lúc này là cây đã hết lá rồi, trơ trọi. Chỗ này là chỗ có người tình tứ, ngồi đi nói chuyện tình tứ. Bây giờ phải ba cầu nữa. Đây là cái như cái con kinh nhỏ nhỏ vậy đó. Đây hai ba cái cầu. Cái cầu đỏ đẹp. Kinh đó. Không thấy đông người không? Đây có mấy vịt ở đó. Giờ tối rồi không thấy vịt đâu hết. Nó rớt xuống rồi mà nó không có rớt xuống hành nước không có dính gì. Đẹp ha. Cá xa có cái nước bơm luôn. Park ban đêm có nhiều đèn cũng đẹp.
đây thấy nhiều đèn cũng đẹp. Nó tháng 5 giờ mà tới thui à. Cái này là 2 độ thấy không? 2 độ nè. 17 giờ 6 phút có 5 phút. Đây, nít nó chơi. Đi vòng nó đi. Anh đi vòng tới lại cây 6 giờ luôn hết, cái chạy lên đó cái 6 giờ mấy cái là con mắt giật. phải cột mắt là đừng cho nó giật. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn vào video mới. Chào các bạn, bye bye.